Cái gì Bé này nè. bán điện thoại luôn, À bé này rõ điện luôn. thoại xong để xài mà bán chạy Bé bé nè. hả? Khăn này bán nhiêu Bốc bốc ổng. hả? Bốc Bốc ẩm là cái gì ổng. Bốc ổng. hả? Bốc ẩm là cái gì? Là ba ngón tay, Dạ. ba ngón tay sao mà thôi, tôi không có mua ngón tay không ơi, tôi không có mua ngón tay mà tôi mua cái nhẫn nè. Khăn này là khăn này 2.000 à, 2.000 à, bán không? Bán 2.000 phải không? Bây giờ cái chiếc nhẫn này nè, bán tôi đi, tôi mua 10.000. Không có mua cái vòng đi, cái vòng 20.000. Không, cái khăn thì tôi mua rồi đó, rồi 2.000 tôi mua rồi đó. Là 2.000 nè. Thôi chị hỏi. Khoan. Này là 2.000 phải không? Rồi tôi chung 2.000 đó nghe, rồi cái khăn này là của tôi rồi đó nghe. Nó mua nè Rồi. Điện nè. thoại tôi không có mua. À, điện thoại tôi không có mua. Mua đi mà. Điện thoại hư tôi không có mua. Hư đâu? Mà ở đâu? Nè, có gì đâu? Có miếng gì đâu? Tôi thui, tôi hụi. Pin. Vậy đó hả? Vậy bao nhiêu? Bốc ẩm là cái gì? Hả? Bốc ẩm là cái gì? Là sao? Như vậy đó là sao? Yêu à. Nhiều đó hả? Yêu đó. Nhiều đó là cái gì? Yêu nè nè. Trời ơi. Hai con gà thế này. Hai con gà thế này. Rồi sao tôi lấy? Hả? Bán hai con tay sao tôi lấy? Giờ bán chiếc nhẫn này kẹt thôi, bây giờ mua điện thoại mà phải kèm chiếc nhẫn tôi mới mua không ơi. Nhưng mà kèm chiếc nhẫn nó mới được, kèm chiếc nhẫn tôi mới mua, kèm chiếc nhẫn rồi tôi mới mua, còn không mà kèm cái vòng. Bây giờ bán đi điện thoại nè, với chiếc vòng này tôi bán, tôi mua 100.000 nè, đó có 100.000 đó, giỏi có không chưa? Giỏi à. Điện thoại biết rồi, gỡ chiếc vòng ra nữa kèm vô đây tôi mới mua. Không thôi, bán kèm vô phải có đồ khuyến mãi nữa người ta mới mua chứ. Bây giờ bán cái này thì tôi chịu rồi, nhưng mà phải khuyến mãi tôi cái vòng nữa. Không khuyến mãi tôi không mua, đồ không có khuyến mãi tôi không có mua. Không, đồ không khuyến mãi tôi không có mua. Không. Không. Giờ có khuyến mãi không? Mua đó, bé khuyến mãi cái vòng á. Gỡ vòng ra. Không, mà không bé à. Phải khuyến mãi tôi mới mua. Cái xui cũng như là cái hên, tại vì nói ra thì cũng cảm ơn mấy cô mấy chú đã ủng hộ cho em mua được chiếc xe, mà té xuống hỏi lo chiếc xe, không hỏi chiếc xe có sao không. Mà anh Hoài nói sao mà không lo cho bà mà lo chiếc xe hoài, sợ cô chú cho mình mới đây mà mình té chạy nhìn thấy nó tiếc buồn ha. Buồn chứ không phân đồng cô chú. Chứ đa số bên em là có chạy xe là chỉ lo cái bản thân, còn nó là loại như là cái vì công đó, cụ dụng cụ mà. Anh cũng biết đó, giờ em từ nhỏ lớn đâu đó. Chị Hiền với Dưỡng Tám á, thì ở trong cái bệnh viện đó thì nó có ổn định hơn nhiều không? Dạ, ổn định hơn nhiều ạ. Nó giảm được bao nhiêu phần trăm? Anh có thể chia sẻ chừng nào mà xuất xuất viện không? Dạ sắp em xuất viện thì em không gần, tại vì bác sĩ cho xuất viện là bữa giá trị bữa nay mời xuất viện phải không? Bữa nay bác sĩ mới cho hay. Vậy còn bây giờ mình chưa biết, không ngày cũng lâu cả tuần hả anh? Dạ hơn tuần anh. Các mẹ cũng thường nói với chồng đó là có nhà riêng là đem mẹ về thờ hả, chứ đâu có nghĩa, tại cái đó là em ở miệng trước mà. Rồi thí dụ em của anh Hoàng Anh nè, có đem về đây chị, thí dụ chị Hiền thôi, đem về rồi chị có đồng ý không? Như đồng ý thì cũng đồng ý, mà như bé Hiền mà nó tỉnh tồn bình thường lại gì ở mấy chị em ở chung. Tiên Thanh Trúc xin chào quý chị và cô chú đang xem kênh. Thì bữa nay em có lại anh Hoàng Anh và chị đây. Thì hỏi về vấn đề là
nhà cửa thì thứ nhất là cái nền nhà thì bên anh Hoàng Anh đã có rồi. Dạ. Thì bên em sẽ hỗ trợ cho anh Hoàng Anh là một bộ cột. Một bộ cột là một bộ cột bê tông nha quý anh chị. Rồi sau đó sẽ em hỏi cái chuyện bùa. Quý anh chị sẽ theo chân Hải để Hải hỏi cái chuyện buồn hai vợ chồng ha. Giờ là nói chuyện vui rồi đó, giờ bắt đầu tới chuyện buồn. Chuyện vui là cắt được cái nhà, là nói chung là có hết trơn rồi. Sườn dưới cột thì nền đã nói chung là cái nào nó cũng có hết trơn, chỉ chờ là người thợ làm là xong ha anh. Dạ. Là đó là chuyện vui. Chuyện vui ước mơ đỉnh ông bà về thờ em bút bê tới lui rồi với vợ con che mưa cho nắng được gì mừng lắm rồi. Mình cắt cái nhà vậy rồi là mình đem hình của mẹ về thờ hay sao? Dạ đúng anh. Dạ, mình đỉnh, chị này nè ảnh đem vậy đó. Chị có thấy thí dụ mà có đồng ý không? Tại cách mẹ cũng thường nói chồng đó là có nhà riêng là đem mẹ về thờ hả? Tại rồi, đó là em ở miệng trước mà. Rồi thí dụ em của anh Hoàng Anh nè. Có đem về đây chị, thí dụ chị Hiền thôi đem về rồi chị có đồng ý không? Như đồng ý thì cũng đồng ý, mà như bé Hiền mà nó tỉnh tuồn bình thường là gì ở mấy chị em ở chung được, mà như là bé Hiền sợ là bé Hiền nó không tỉnh tuồn nó quậy hay gì, tại như em gì đi đứng gì không được, rồi thêm hai đứa con nhỏ nữa. Rồi em cũng không biết như ý bé Hiền gì nó ở đây với em gì nó ở, mà có cái là tỉnh tuồn em mới giữ nó nuôi nó được thôi, thì chứ em mà nó quậy là em nuôi không được, tại em đi đứng đâu có được đâu, mà em đâu có giữ chân nó được. Thì nói thì em nói vậy thôi chứ bảo đảm là chị Hiền cũng không ở đâu. Dò bà đi lắm. Có nhà gì em muốn gì lúc nào nó nó về chơi gì về nó ở gì nó ở, mình không có cấm cản, mà có cái là tỉnh tồn chứ không nhậu nhẹt gì cho ở được, nhậu là thôi ha. Chứ sợ như là nó nhậu rồi nó quậy này kia rồi mình đâu đi đứng được đâu mà phải chăm sóc lo lắng được. Rồi là chuyện buồn là hôm bữa mình chạy xe làm sao? Mình kể lại đầu đuôi góc ngọn hai chồng mình kể luôn đi. Bây giờ khui ra hết lên luôn. Đầu tiên mà lên xe như thế nào, mà té như thế nào, mà chạy như thế nào. Bây giờ trước thì cũng đã có một bạn đã quay rồi thì anh chị kể. Thì đi lên cũng tập ra luôn sao cũng tập được. Đầu tiên rồi, tập cũng chạy được bình thường, tại chạy xuống khúc dưới này nè, nó có cỏ đó, tưởng là nó có gạch đó, như là mình tưởng cỏ nó mọc ngoài thôi, mình đâu có nghĩ là cái lỗ nó hót đó. Rồi chạy sát lề quá đó, rồi cái bánh sau á nó sụp á, cái này ngã ngang xuống cái đè là chạy bình lên, chạy ảnh chở lông em chở ảnh á. Ồ cũng ghê thì chứ có ảnh ngồi sau lưng mới dám chạy chứ đâu á. Rồi là lật ngang luôn hả anh Tư? Dạ lật ngang anh. Rồi cách sao mà té chạy tay chạy giò là tại sụp xuống cái chiếc xe nó đè lên á, rồi cái tay vừa rướn vô trong cái đường lộ á, lộ xi măng rồi đó. Rồi, rồi nghe nói là cấp mà nhóng ga hoài luôn hả? Lúc đó mình vừa sụp mình kêu vợ thắng ga, thắng lại vợ xiết ga cái dính vô hàng rào 40 cái tay lái á, dính luôn, dính vô hàng rào mới lật xe quá dữ ha. Cũng chạy tao lái là cũng dữ lắm ha. Rồi bây giờ nhiến chưa? Có nhiến đâu, té từ tập có bữa rồi tới giờ tới luôn vậy luôn, đỡ vậy. Không có sợ như té, không có sợ cho người, không có sợ mà chừng nào hết thì cũng tập chạy nữa. Ba bánh dễ mà. Là lái chị thấy lái cảm giác sao? Nó hơi cứng cái tay lái. Tại vì mình chưa quen. Bẻ gì vừa thôi. Tại vì mình chưa mà hồi đó giờ mới chạy lần đầu tiên hả chị? Chạy từ nhỏ tới lớn mới có chiếc xe lần đầu luôn á. Em chạy xe ga cũng gần nữa mà em bên nó chạy cũng hơi khó, biết sao không? Tại vì ba bánh á mà mình chạy mà mình có giải trí bên cao bên thấp không? Nghiêng bên thấp mà muốn quẹo quẹo hoài đó. Mà mình phải sửa cái lái cho nó hơi nghiêng qua bên tay trái rồi gì đó không mới quẹo. Còn mình theo cái chiều mà nghiêng á đâm luôn. Dạ luôn, nó khó lái ha. Dạ khó lái xe Honda nhiều. Mua về rồi vợ chồng té luôn. Dạ. Nặng lắm nha. Dạ, cái cũng như cái xui cũng như là cái hên. Tại vì nói ra thì cũng cảm ơn mấy cô mấy chú đã ủng hộ cho em mua được chiếc xe. Mà té xuống hỏi lo chiếc xe, không hỏi chiếc xe có sao không mà. Anh Hoàng nói sao mà không lo cho bà mà lo chiếc xe hoài, sợ cô chú cho mình mới đây mà mình té chạy nhìn thấy nó tiếc. Buồn ha. Buồn. Chứ không ra... lòng cô chú. Chứ đa số bên em là có chạy xe là chỉ lo cái bản thân, còn nó là loại như là cái công cụ anh cũng biết đó. Thì em từ nhỏ lớn đâu xe có em,
tiếc, tại sợ xe này kia. Yeah. Cũng tranh thủ chạy cho gành để đi bán luôn rồi ở nhà hoài. Đi bán phụ với anh ha. Đi bán cái số rồi kiếm thêm. Chứ nói chung là hai người làm thì nó lẹ hơn. Ừ, chứ có con đánh làm rồi mấy đứa càng ngày càng lớn. Thì lo đâu nổi đâu, giờ có được. Cảm ơn mấy cô chú đã cho em đã xe nữa. Vậy là hôm bữa mình té xe mình cũng biết rồi ha. Sợ ha. Sợ là nghỉ chạy nữa hay sao? Không có sợ. Chứ là té thì nó đau đớn vậy thôi. Chứ lành, không là cũng nói là trông cho nó hết đi lên tập xe chạy tiếp. Tại mình cố gắng lên mình đâu để phụ lòng đâu, cô chú. Đúng là... rồi, mình đâu sợ đâu, té té anh cha chạy à. Mình để đâu phụ lòng cô chú nó mua cho mình đâu. Mà mình mới đây mình sợ. Rồi mình không chạy nữa. Phụ lòng cô chú chứ lắm. Rồi té rồi hôm bữa đó rồi hai vợ chồng mà tự đỡ lên có ai tiếp không? Cái đâu chỗ đó cũng ít có người ta có lên, cái anh kia anh đỡ lên tiếp rồi. Chở sao rồi? Hết hồn luôn hả anh ta? Anh chưa thắng mà như là nó quán lọn á, nó ngã xuống cái quán lọn thì lên ngoài luôn. Kiều thắng là quốc tây ra luôn ha. Kiều thắng quốc tây ra. Cái mình chạy lần đầu tiên á, nếu tại vì không biết thì nó hết, còn mấy người mà biết rồi á, chị thấy á, trời vô ba bánh ta nhiễn lắm. Bây giờ ta chạy cái thường xuyên mà. Dạ. Em cũng vậy, em trông cho nó hết, tập cho nó chạy gành gành qua mấy cái cua rồi mình dễ đi bán. Đi theo anh ảnh rồi. Đi bán, ví dụ biết chạy gành thì không có nhát tay chạy lên chợ rồi đi chợ búa rồi. Đúng rồi. Thì nói chung là từ càng ngày thì nó càng nó nâng cao tay nghề hơn, và nâng cao giữ cái sự mà chạy xe nó hay hơn. Yeah. Tóm gọn là vậy. Để mình đi buôn đi bán hết chợ tới vòng vòng. Tại đi bán đây ngày 50-100 tờ cũng được, lấy tiền đó mua sữa mua bánh cho mấy đứa ăn. Trời ơi, chị bán ngày còn mấy trăm. Tại như em nghĩ là như em chạy xe em đâu có đi vô mấy cái quán hay chỗ đúng, đường, đúng rồi. Đi vô xuống khó khăn á, mình chỉ chạy ngoài lộ mình kêu người đúng ta rồi, thôi. Vô chợ được. Chợ rồi mình đi chạy mình kêu người ta thôi chứ mình đâu có vô được tới chỗ mình mời người ta. Té không đào ha. Mình cái mình chỉ là cử động là từ cái thăng ở trên thôi, còn giò của mình là mình đi đâu có được đâu hả chị? Nó yếu hay là sao? Đi gì nó chỉ có cái giò chổi đi chầm hổm, cái sách chị đi bằng hai cái tay thôi mà lao động bằng hai cái tay, chỉ hai tay nó bự. Từ cái thăng cái từ của Nguyễn xuống là nó yếu ha, còn ở trên thì nó cơ cũng bình thường hả chị? Bình thường chỉ có cái ống từ của Nguyễn dưới ha. Tuy là nó yếu mà cảm giác cái gì mình cũng biết hết, đau đớn gì cũng biết hết. Ừ, đúng rồi. Ở cái là nó yếu thôi chứ cảm giác đau đớn này rồi biết hết. Rồi thì trong khi đó thì mình cắt cái nhà đó thì mình tính có rước em Út gì ở không anh? Dạ. Thì cũng như em mình nó có tới lui á, thì muốn ghé ở thì cũng được. Mình cũng đón em Út mình rồi còn. Chứ bây giờ nói chung tùy duyên đi chứ sao giờ, chứ mình anh là làm anh mình đâu có ép được. Rồi cho em hỏi hợp cái gài á, là anh cập nhật tình hình đó, chị Hiền với Dưỡng Tám á, thì ở trong cái bệnh viện đó thì nó có ổn định hơn nhiều không? Dạ, ổn định hơn nhiều ạ. Nó giảm được bao nhiêu phần trăm anh? Dạ, có thể chia sẻ chừng nào mà xuất viện không? Dạ chắc em xuất viện vậy em không gần, tại vì bác sĩ cho xuất viện nào bữa giới thiệu bữa nay giờ mời xuất viện không, bữa nay bác sĩ mới cho hay. Vậy không? Bây giờ mình chưa biết. Không ngày cũng đâu cả tuần hả anh? Dạ hơn tuần anh. Cũng tốt. Bé Hiền cũng xuất viện cũng sắp có không lâu đâu. Tại vì mình nghĩ hay vợ thì tỉnh cũng nhiều rồi. Giờ ăn uống cũng biết cái này kia rồi, vợ cũng biết mua sữa tắm rồi kia, về mua kem sức mặt rồi, còn hỏi gì tám mà thơm không nữa. Trời, dữ gì nữa hả? Dạ. Điện cái Dương Tám điện cái phe. Nó mới mua kem sức rồi nó hỏi là thơm không? Sức kem mà hỏi thơm không à? Sạch sẽ đánh răng đồ dạo này bốn lưỡng là được gái rồi. Xài kem xài phấn xài kem. Dạ, trọng sạch lắm, tự lau nhà quét nhà trong trọng trong cái phòng ở. Rồi sáng thì ở Dương Tám dẫn ra ăn uống. Chị tỷ nó muốn ăn gì á nó kêu ăn luôn mà, chứ mình không có sắp xếp mua nhiều chút nữa.
biết quét nhà rồi, biết lau nhà. Giỏi ha. Dạ. Tại vì thằng Tám nó giờ tắm rồi, biết cũng chặt đồ. Hôm qua hỏi chứ biết nhỏ con ai không? Con Hiền, con Hiền. Biết luôn hả? Biết. Nhắc quá giờ nhắc. À, cái mình mới nói cái con của bà Tám chứ không phải con của Cưng. Cưng có cho tiền uống sữa đâu mà con Cưng, bà Tám mới nói vậy. Con tôi á. Cũng hay ha, bà dạ. Cũng biết gành ha. Dạ, cũng gành lắm rồi. Thì bà cũng ít nhắc sư phụ kia ha. Dạ, không rồi, có. À, đúng có rồi. Thì không ai nhắc bé. Đúng rồi, đúng rồi, mình không nhắc rồi. Thì qua có viên Tám ông chọc, ông ấy chịu bác sĩ đó không, đẹp trai á. Chịu chứng anh bác sĩ không, cái mấy thằng chịu. Đi theo ngồi anh bác sĩ kia chạy quá trời chạy. Mấy hàng ngược anh kia chạy quá. Chạy luôn hả? Chạy. Dạ, ăn uống cũng thoải mái. Nó không có như trước. Quọ quọ ha. Ờ, bây giờ cũng mập mạp. Chứ lần thì mới vô rồi ỉa đái tại chỗ rồi mặt buồn rồi ha. Dạ, bây giờ tự đi. Thì mặc áo tắm rửa tự làm không à? Im rồi. Vì giờ vô chỗ có khỏe cũng như cấp mà còn ở với dì Tám vậy đó. Lắp ở dì Tám gì đồ đạc đó, tắm rửa cũng tự giặt cũng tự tắm, tự đói, tự múc ăn gì đó. Chứ không phải như đợt hổm. Hổm thì tự lực gì. Thì quá tệ rồi. Nhậu nhiều quá chứ này kinh. Ừ đúng rồi, vô chỗ là không nhậu nó khỏe ha. Dạ đúng rồi. Đúng rồi. Giờ chồng mà cái mà nó nhậu với kinh nó càng nặng. Đúng rồi, giờ mình nhậu hoài nó căng dây thần kinh rồi nó lu bu. Dạ. Mà giờ thì nhậu nhiều. Dạ. Hồi sáng em cũng có ghé đi anh chở nó em mua xài các quả lọc á. Ừ. Mua xài với mua với viên Tám tôi mua hộp thịt lê tư với hộp thịt lợn vô đây luộc cho ăn á. Vì em cũng có mua sáng em mới mua rồi. Mua ba cái đồ dùng của nữ á. Với mua thuốc sâu mũi. Sáng 8 giờ mấy em lên tới bệnh viện nè. Gì đi sớm à? Dạ 9 giờ em 8 giờ mấy gần 9 giờ em tới bệnh viện. Chắc em đổ dắt đi rồi hỏi đi chưa tính điện á, tưởng đâu dắt chưa đi. Dạ. Anh biết sao không? Tại em đi sớm cho nó mát. Em đi sớm mà thứ nhất thứ hai à em còn người còn hơi yếu á, em không dám chạy xe nhà, em đi xe ôm ha. Xe ôm. Dạ. Đây nhìn nó xa mà. Dạ xa, cũng đi về 200 á. Trời. Dạ, tại vì ta ngồi ở chờ mình nữa. Chờ chờ thì bỏ khoảng nửa tiếng thôi. Dạ, đúng rồi. Rồi vô trong bữa mà thăm hai người em của anh cũng có 200 nữa ha. Dạ, cũng 200. Mỗi chuyến đi hai đứa em cũng 200 mà đi chắc đi, cũng 200. Nói cầu tiêu tiếu chắc bỏ người YouTube chạy xe đi ôm. Thì thôi thì em cũng sẽ quay lại cái chủ đề là cắt nhà thì dạ. Anh chị có cái nhà thì em cũng rất là vui dạ. Và chia vui với anh chị dạ. Thứ nhất thì em Thanh Trúc sẽ giúp cho anh chị là được một cái bộ cột dạ. Mà cái điều đó em cũng vui. Dạ. Giúp cho anh chị được cái nào thì em giúp cái đó. Dạ. Em cũng cảm ơn chú bên Mỹ á. Dạ. Để cho em được ăn ngàn đô nên em xây dạ. Nền. Anh có nền mình có anh giúp đỡ cho thêm bộ cột có mấy có dạ. Chuyện mình cắt cái bộ cột này đó là không phải do em giúp đỡ dạ. Là bên tổ trưởng đội từ thiện dạ. Châu Thành An Giang dạ. Là hỗ trợ cho anh. Dạ con cảm ơn chú đội trưởng mấy chú bên từ thiện á. Từ thiện An Giang giúp đỡ cho vợ chồng con được bộ cột làm nhà cửa đâu. Rồi thì em sẽ tạm dừng video đây và hẹn mấy chị và cô chú video tiếp theo. Dạ. Thì Thanh Trúc cảm ơn mấy chị rất nhiều. Dạ.